Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Một dòng thương hiệu máy tính có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, có lẽ Dell là một cái tên được lựa chọn nhiều nhất. Từ những dòng laptop chuyên dụng cho đến laptop văn phòng hay là gaming thì đều được Dell sản xuất ra những mẫu rất chất lượng. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một chiếc laptop Dell Inspiron 3520, một chiếc máy tính dành cho ai là dân văn phòng. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này trong video ngày hôm nay nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này đó là thiết kế rất đơn giản, với màu đen bao phủ toàn bộ vỏ máy và logo Dell được đặt ở chính giữa rất dễ nhìn. Nhìn qua có thể thấy nó khá đơn giản nhưng lại cực kỳ sang trọng và tinh tế. Được làm từ chất liệu nhựa cao cấp nên chiếc máy này cũng khá nhẹ, với cân nặng chỉ 1,85kg và độ dày là 2,49cm thì bạn có thể thoải mái mang đến mọi nơi để học tập, làm việc và giải trí. Nếu nghe là chiếc laptop này được làm từ chất liệu nhựa, có lẽ sẽ nhiều bạn không yên tâm về độ bền, nhưng không. Với chất liệu nhựa cao cấp được Dell sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái. Nó có khả năng chống chịu tác động ngoại lực rất tốt. Bản lề cũng vô cùng chắc chắn, cho phép bạn đóng mở máy rất chắc tay. Màn hình của chiếc Dell Inspiron 3520 này có kích thước là 15,6 inch Full HD, độ sáng lên đến 250 nits sẽ cho bạn chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét. Bạn có thể thoải mái học tập, làm việc và giải trí trên chiếc màn hình này với góc nhìn cực rộng và được trang bị thêm lớp chống chói để bảo vệ mắt của bạn khi làm việc. Bốn cạnh viền được Dell làm rất mỏng để tối đa diện tích cho màn hình. Mặc dù là cạnh viền mỏng nhưng vẫn được trang bị một camera 720p để bạn có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Tiếp tục đến phần mặt si, touchpad và bàn phím được làm rất tỉ mỉ. Bàn phím của chiếc máy tính này là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu cho độ phản hồi nhanh, tạo cho bạn cảm giác gõ rất mượt mà. Khung bàn phím vô cùng chắc chắn nên khi gõ sẽ không có một chút hiện tượng flex nào cả. Phần touchpad cho cảm ứng đa điểm khiến những cú di chuyển của bạn vô cùng chính xác. Bạn có thể sử dụng chiếc touchpad này mà không cần chuột rời. Khi sở hữu chiếc laptop này thì bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U với 10x12 luồng, 8GB DDR4, 256GB SSD sẽ cho bạn xử lý mượt các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel và đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này còn được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh và dựng video đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Với chiếc Dell Inspiron 3520 này thì bạn sẽ không thiếu bất cứ cổng kết nối nào, bao gồm hai cổng USB 3.2, một cổng EpiType A2.0, một cổng HDMI, một giắc cắm tai nghe để bạn có thể truy xuất và kết nối với các thiết bị ngoại vi. Dung lượng pin là 3 cell 41Wh. Với dung lượng pin này thì sẽ cho phép bạn sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Tổng kết lại thì Dell Inspiron 3520 là một chiếc laptop đúng chuẩn cho dân văn phòng. Từ thiết kế cho đến hiệu năng đều phù hợp để bạn có thể xử lý mọi tác vụ cơ bản cùng với cân nặng vừa phải để bạn có thể mang đi đến mọi nơi. Mức giá lại đang cực kỳ tốt tại An Phát. Mình sẽ để link ở phía dưới cho bạn nào quan tâm đến chiếc laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.